Để hoa răm bụt mà. Ừ. Hoa răm bụt đơn. Đâu phải hoa màu đơn. Vậy hả? Màu đơn Sao nó to khác vậy? đấy. Ừ. Đây có nhiều loại răm bụt lắm. Này, răm bụt kẹp này. Ừ. Ừ. Cảnh với nhiều. Hoa màu cam này, hoa màu hồng hồng nhạt này. Mà nó đẹp đúng không? Có cái loài răm bụt mà cảnh nó mỏng lắm. Vườn này lành lắm. Có khế đâu kia, xí nó ăn chị Hải. Cái này cái gì ta? Hoa thạch thảo này. Mấy cái quýt này nhiều trái ghê á. Quýt mùng quất à, chi chi đâu kia nhiều cây lắm. Tắc á. Bên này đến của họ chứ không phải của mình đâu. Chưa gì? Của nhà nước á hả? Của mình á hả? Ừ, nhưng mà hết đất rồi em. Hết đất rồi. Đất của họ chứ đất của mình đến đây thế này. Ừ. Làm gì không có nữa. Hoa hồng này. Hoa hồng nhiều cảnh nó bị châu chấu ăn này. Thì nó thật chứ nếu mà có bên này xây một dãy nhà bên này nữa. Trong trước này làm phong cảnh chả đẹp. Chẳng cần phải xây nhà, hoa được rồi. Ờ. Hồng hoa rồi trồng mấy cái